Và nhìn chung là mình cũng ổn áp á. Ừ. Thì nên có cái sự suy xét và tập dợt. Tập dợt. Tập dợt nghĩa là sao? Khi mình đối diện với những cái vấn đề gì mà nó làm cho mình khổ thân và khổ tâm á, cái mình tìm cách để mà mình soi xét ha, mình soi vô cái mình suy xét, coi là mỗi lần khổ như vậy đó, mỗi lần đau như vậy đó, thì cái nơi nào trên cái thân thể của mình nó có cái sự phản ứng, rồi phản ứng sao, sau bao nhiêu lâu thì nó hết, trong lúc đó thì mình nghĩ đến những điều gì. Tương tự như vậy đối với những cái lần mà mình bị bệnh á. Rồi thêm nữa thì mình khi mình học thêm nữa thì mình sẽ biết là lúc mà đối diện với bệnh tật và cận kề với cái chết đó, thì không những là sợ hãi mà còn rất là đau đớn. Nó rệu rã hết mà. Và tất cả những cái thứ đó nó cộng dồn lại đó. Cho nên bình thường á, mình chịu học, mình chịu suy xét, rồi mình chuẩn bị từ từ ha, mình chuẩn bị từ từ. Cái này nói không phải theo cái kiểu bình thường nói chuyện xui xẻo ha, nhưng mà thiệt ra nó là như vậy. Thiệt ra nó là như vậy. Những cái lúc đó đó thì nếu như á, mình rất nhanh để mình quay trở về với cái mục đích cuộc đời, nếu ai có rồi. Hoặc là rất nhanh mình quay trở về với lại những cái suy xét, những cái lý do mà nó thiện lành á, thì cũng đỡ đỡ ha. Mà ngay những cái lúc đó mà mình ham sống sợ chết, nghĩ vàng bạc châu báu chồng con đùm đề bồ bịch tựa lưa không là biết rồi đó. Cái chúng sanh đó ráng 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 học thiền không. Mà những cái lúc như vậy thì nó rất là riêng tư, nó rất là riêng tư, nó rất là thèm kín, và nó rất là vi tế. Cho nên cố gắng để ý, rồi có cái cơ hội đó, cái mình đem ra mình hỏi, mình tìm những cái thứ mình học vô đó, để mình biết cái cách mình đặt cái ý nghĩ và biết cái cách mình đối đãi với những cái điều đó. Gần đây tôi cũng ngồi tôi suy ngẫm lại chuyện này đó quý vị. Đó là từ nhỏ cho đến lớn, không hề có một ai, không hề có một cái chương trình, một cái trường lớp nào nó dạy cho mình cái cách mình đặt cái ý nghĩ của mình, hay cái cách để mình đặt cái tâm của mình á. Mà cái điều đó là một cái điều mà vô thức hay là có ý thức mình làm hàng ngày á, mà không ai dạy cho mình hết, làm tầm bậy không à. Và tới hồi sửa là sửa muốn muốn xỉu luôn. Chia phước và hồi hướng ha. Chia phước tức là mình san sẻ, mình hướng cái điều đó đến cho những cái chúng sanh còn còn sinh mệnh, còn còn sống. Còn hồi hướng thì mình chia những cái điều nó tốt đẹp đó đến cho những cái chúng sanh mà xét trong cái đời sống này á, là họ ngậm củ tỏi rồi. Tụ chung lại là để nhắc cho mình nhớ. Bữa nay mình học nè, cái sự tùy hỷ cái sự tùy hỷ, cái sự chia sớt những cái điều nó thiện lành á. Nó cũng có liên quan đến bài bữa nay chút xíu. Sao cô My toàn khớp một cách lạ lùng với lớp bên Mr. Tân à, vậy hả? Khủng hoảng hả? Trời đất quỷ thần ơi, tác ý không? Mình hơn nhau là ở không phải cái tấm chồng nha, còn hơn nhau là ở cái tác ý á. Thì nó là vui, nó là may mắn, và nó là trời ơi, pháp nó về đồ này kia chứ. Khủng hoảng. Trời đất quỷ thần ơi. Thiệt chứ. Mình hơn mình ngày hôm qua là ở chỗ đó đó còn. Bữa nay có bạn béo ha. Vậy là cũng không có uổng công từ nãy giờ giải đáp thắc mắc đồ ha.
Cái phiên bản sau cùng là phiên bản tốt nhất mà nó không chịu lụm, nó lụm cái phiên bản giữa giữa à. Cái câu cuối cùng của cô nói là hơn mình ngày hôm qua là ở cái tác ý không? Nó lụm cái câu giữa giữa vậy đó. Rồi, chắc Tần Tấn Tân chắc Béo cũng vô coi được stream rồi đó. Ha ha Béo ha. Mọi người vẫn chat ở ngay chỗ chat bổ trợ nha Béo. Rồi, chờ Trang hỏi gì thêm nữa rồi mình bắt đầu ha. Vậy chia phước và hồi hướng vẫn là san sẻ phần phước của mình cho chúng sanh nào đó con, là mình cũng học phước riêng à, không có học con à, à. Nếu mà nó học như vậy á là cái cổ máy quy luật về nghiệp đó con, nó cấn trừ mệt nghỉ luôn á, không không có học ha, mà cũng không có hơn ha. Khác ở chỗ mất à, đời này đời hay sao không đó. Lạ vậy đó con, Phật học nó lạ lắm, nó công bằng tuyệt đối, nó tự do tuyệt đối luôn vậy đó, đừng có đi tìm ở chỗ nào đâu xa nhung, đứa nào mà nó dụ con nó đi qua bên Tây ở đi cho có cái sự công bằng bình đẳng bác ái tự do, nói không Phật học đủ rồi tôi ở lại trung tâm thôi nhung, không có mắc một miếng nào hết trơn á, không có rụng một cọng lông nào phước của con luôn nha đó. Cái điểm nhấn mạnh á, cái điểm nhấn mạnh á là mình có cái tâm rộng mở à, à có cái tâm rộng mở, hay nói một cách khác là mình giảm trừ bớt cái tánh ích kỷ. Nó có hẳn cái tánh đó trong cái nhóm tánh giận giận dữ trong các cái tánh xấu nha quý vị à. Còn liên quan đến cái chuyện mà mình hồi hướng cho các cái chúng sanh mà đã mất trong cái đời trong 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 cái đời kiếp này á à, thì đi sâu vô thì nó lại chia chẻ ra nữa à. Tức là mình không phải mình hồi hướng là mình có nguyên một cái list, tôi phải hỏi cái này, tôi phải hỏi cái này, tôi phải hỏi cái này thì nó mới hướng được đứa này, đứa này, đứa này, không phải vậy. À, mà ngay chính bản thân mình á, mình có cái sự tập dượt. Mình có cái sự thực tập. À. Đốt nến và lan tỏa những cây xung quanh hả? À, cái này nghe giống đốt rừng quá. Thấy ghê vậy bay. Lợi mà, lợi lắm con. Lợi thì cũng lợi nhưng mà nhớ giữ răng xài không? Trong kinh có ví dụ vậy hả? Mà con trích cái câu đó ra còn nói giống y như là mấy cái đứa nó đi phóng hỏa rừng vậy đó. Rồi. Ổn không? Vô bài ha. Rồi. Mình đang nằm ở trong cái truyền cái thứ hai là sân nha quý vị. Mình đang ở cái phần mà tứ vô lượng tâm không? Để phòng hộ sân nha. Bữa nay thì mình đến cái chi phần thứ ba trong tứ vô lượng tâm nè, là tùy hỷ nha nha. Thì đầu tiên á,
thấy chúng sanh có chút xíu an vui ha. Hay hết chút xíu cái sự đau khổ. Mình thấy chúng sanh có sự an vui đó dù một chút xíu á, là do mình có cái lòng từ quý vị. Thì mình mới để ý, mình mới để ý. Mình có cái sự hằng mong đó đó. Ha. Thì hôm qua thấy người ta không có được vui, không có được an. Bữa nay cái mình thấy, bữa nay mình nhìn thấy người ta có một chút xíu đó. Còn thấy người ta hết một chút xíu đau khổ đó là do mình cũng có cái sự huân tập, cũng có cái sự tích lũy, cái lòng bi á, ha, cái sự bi mẫn á. Đó. Thì cứ có xíu xíu vậy đó thì tùy hỷ với cái người đó, với cái chúng sanh đó ha. Thì có chú thích thêm ở đây cho quý vị ha. Thì tùy hỷ mú đi tá ha. Thì nó thuộc vào cái tâm sở hay là cái tánh vô hạn trong 25 tánh cao thượng. Cái này thì khi học hết cái phần tâm bên siêu lý học thì quý vị sẽ học đến cái phần tánh. Thì nó còn lâu hơn là cái chữ lâu nữa đó Trang ha. Nhưng mà mình cứ nhớ là mình sẽ học tới ha con ha. Rồi, vậy thì bây giờ ví dụ nha. Cho ví dụ để mà mình tùy hỷ với nhau vậy đó. Mỗi người chọn cho mình một cái ví dụ ở trong cái môi trường gia đình cũng được, trong môi trường học hành này cũng được, trong công việc cũng được, hay là với chính bản thân mình cũng được ha. Những cái tình huống mà mình có cái sự tùy hỷ với chúng sanh khác khi họ có chút xíu sự an vui hoặc là hết chút xíu cái sự đau khổ. Đừng quay lại hỏi tôi trời ơi xíu thôi đúng không, nhiều được không? Được nha. Dạ được nha. Từ ít cho đến nhiều luôn ha. Rồi. Chắc là mỗi người nêu chừng một cái ví dụ thôi ha. Rồi mình đi tiếp. Mình cứ bám vô hai cái thành phần đó ha quý vị ha, hoặc một trong hai hoặc là cả hai luôn. Béo kịp không béo ơi? Hiểu ví dụ không con? Ok. Riết rồi lớp này chuyển qua tôi dạy cái cũng học toàn là khách mối không ha? Cảm ơn những vị khách mối. Rồi, ai có ví dụ thì nhắn lên ha. Ok, có cuộc ký. Nghe lượng giá mỗi cuối tuần. Thấy các bạn có sự thành tựu và hoan hỷ kể cho mọi người. Cũng tùy hỷ theo những sự việc đó. Ok. Cũng lựa dữ lắm đó ha con ha. Mới lựa ra được những cái chỗ thành tựu và đáng hoan hỷ ha. Khi mà mình có cái sự đồng hành đó quý vị. Hồi chiều tôi mới nói chuyện với người Tân, cay rột luôn nè. Khi mình có cái sự đồng hành đó, mình có cái sự để ý á, thì không chỉ mình tùy hỷ với những cái thành tựu, những cái điều mà what's like của cái người đó, tiến nhanh gì đó ha. Thì cái vế thứ hai đó quý vị thấy á, họ bớt đi một cái quyết định sai xấu. Họ thắng kịp trước một cái thứ có thể đem đến cho họ cái sự đau khổ. Họ giảm một chút chiếu, chiều chiêu ở cái chỗ mà làm cho họ đi theo cái tính nết sai xấu cũ. Thì mình cũng vui với điều đó, tùy hỷ với cái điều đó. Ok, Tân ha. Tân nói cái niềm vui đó chỉ nên giữ nhỏ vậy thôi chứ đừng sống dài quá, nó vui lớn quá, nó hết vui không?
Này cũng nhắn, cũng nhắn gửi đến thầy nhau không? Thì ai biết được không, mình phải cẩn thận vậy đó chứ, mình cũng đâu có dám sống lố đâu không. Khi em mình nói những lời tự ái với mình và nói rằng em ấy đang tập nói lời tự ái, sự nhận những lời tự ái đó và sự chia sẻ đó là mình vui. Ok, xíu nữa đi xuống cái bảng thì mình sẽ phân tích kỹ hơn ha quý vị ha. Mẹ con mấy bữa trước mệt thân nên buồn lo, hôm nay thoải mái vui. Vui với cái thoải mái của mẹ. Cô phải đào trước vậy đó Tân à, chứ để mai mốt mà tới hồi mà bị la đó con, cái mình cũng dám mình nghĩ cái gì nó sai xấu lắm à. Nhờ bữa nay cô rào trước vậy đó à, cái mốt cái mình thắng kịp à, trước cái vạch đích luôn. Thấy bản thân mình cố gắng cho dù sắp đi ngủ, thấy người khác cần giúp nên ngồi dậy giúp, giúp xong mình cảm thấy vui. Là con nên làm rõ ra đó béo. Tức là khi mà mình giúp người ta đó, cái người ta vượt qua được, ví dụ như vì cái chuyện đó mà người ta có cái sự phiền muộn á ha, đó cái mình giúp người ta xong, cái người ta hết hoặc là người ta bớt cái sự phiền muộn đó á, cái mình cũng tùy hỷ ha, mình cũng tùy hỷ với điều đó. Cái người ta này sao giống cái người ta được quýnh lưng quá vậy. Nãy cô nói người đồng hành, khi né một quyết định sai lầm mình tùy hỷ. Ờ đúng rồi con à. Tức là mình biết nếu như họ đi theo tiếp tục những cái đó đó, mình dự trù trước luôn á, là nó cũng quay lại nó than, nó khóc với mình à. Mà may phước quá nó không có đi, nó thắng lỡ kịp. Trời ơi, tao nói chứ tùy hỷ mà thủy triều hỷ luôn, hiểu không? Tại vì nó mà than nó cũng quay qua mình nó than à. Nó than với cô thì ít mà nó than với cái người ấy thì nhiều, hay không? Tội nghiệp người ấy thôi. Rồi, cảm ơn tất cả những quý vị, những cái ví dụ của quý vị ha. Bây giờ mình xuống tới cái bảng nè, được không kì? Tại con thấy chưa đau khổ nên chắc đúng là không chắc thêm đau khổ ha cô. Tôi chưa hiểu nó nói gì luôn quý vị. Trời ơi, chứ con tưởng trước khi mà nó quyết định cái đó chắc nó không có khổ ha. Cái quyết định theo cái kiểu đó đã từng làm cho nó khổ mà con. Trời ơi, trước khi nó gặp mình luôn đó, hiểu không? Không, cái đoạn thời gian của mình xét ra nó dài mà, hiểu không? Cho nên cô mới nói có cái sự đồng hành thì mình mới để ý được cái điều đó, mình mới có cái so sánh được. Rồi bây giờ mình xuống tới cái bảng nha quý vị. Cái bảng này là tôi cũng chế lại đó à, tôi cũng lấy hết cái sức bình sinh của tôi để mà tôi chế cái bảng này đó. Tại vì những cái ví dụ từ nãy giờ của quý vị đó, tôi cũng sợ nó ngã bên đây, nó ngã bên kia, cái nó rớt luôn vậy đó. Rồi ở trong đây ha, thì mình có các cái câu hỏi à, cũng là các cái hạng mục để mình đi mình trả lời. Và các cái câu trả lời của mình á, thì nó theo cái bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, tức là cái sự tối ưu của nó. Ok, cái sự tối ưu của nó tăng lên dần ha quý vị ha. Được hơn chưa Tân ơi? Ok. Rồi, vậy thì cái câu hỏi thứ nhất nè, để tôi quýnh số 1 luôn đi. Ờ, sao nói thấy ghê vậy? Rồi.
Câu hỏi thứ nhất nè. Vậy thì tùy hỷ với cái gì? Tùy hỷ với cái gì? Ở cái bậc hạ đó, ở cái mức mà bình dân tạm chấp chấp nhận được đó, không? Khi mình mới thực hành đó, thì mình tùy hỷ, mình vui theo, mình có cái niềm vui theo với cái chủ thể có cái niềm vui và bớt cái sự khổ đó. Chẳng hạn như từ nãy giờ quý vị có nêu trong cái ví dụ của mình á, thì đâu đó nó thấp thoáng cái bóng dáng của một cái người cụ thể, và khi quý vị nói đến điều đó là nó có cái sự hiện hình của cái người đó lên trong đầu của mình. Lúc thì em mình, lúc thì mẹ mình, lúc thì thầy cô mình, lúc thì những cái người bạn trong cái room lượng giác ha. Vậy thì ở cái mức mà nó ban đầu nhất, thì mình tùy hỷ với cái chủ thể có cái vui và bớt cái khổ đó. Nhưng mà khi mình nâng lên thêm một chút xíu nữa, thì khi mình tùy hỷ như vậy đó, mình có cái niềm vui theo nó thiện lành như vậy đó ha, thì mình tùy hỷ với chính cái điều mang lại cái sự an vui và bớt khổ. Tức là mình giảm dần dần cái sự gắn kết, cái sự phụ thuộc vào trong từng cái chủ thể, vào trong từng cái chúng sanh cụ thể. Tại vì nó nằm trong tứ vô lượng tâm đó quý vị. Thì càng ngày mình càng phải bung cho nó quảng đại ra ha. Nhớ cái bài hồi trước đó, là mình nói về từ ái đó, thì mình cũng phải nâng cái cấp độ khó cho nó bung ra từ từ đó ha. Rồi đến cái bậc thượng là mình tùy hỷ với cái trạng thái thiện lành, với cái trạng thái thiện lành. Tại vì sao? Khi mà một người đó họ có cái sự an vui, họ bớt khổ, mà cái lý do chân chánh thiện lành nhất khiến họ có sự an vui và bớt khổ đó, thì mình tùy hỷ với cái thiện lành đó. Tức là sao? Qua nhiều cái cấp độ đó là mình phải lựa một cái ngách, mình phải chọn một cái thứ mà mình tùy hỷ là nó ngày càng nó xịn lên. Được không? Được cái chỗ này không quý vị? Chẳng hạn như tôi nói là tôi dạy á, tôi vui lắm, tôi cảm thấy sảng khoái thoải mái lắm. Cái trường hợp bậc hạ, cái quý vị nói ồ tùy hỷ với cô My không? Cô My có được cái sự an vui khi mà cô My dạy như vậy à. Chứ hồi trước thấy cô My dạy mà cô My khổ dữ lắm, dạy mà tao nói chứ khổ kinh khủng luôn vậy đó, tao nói chứ sợ tùm lum hết trơn đó, gắn liền với cô My. Rồi tiếp theo nữa mình đến cái bậc trung á, thì mình nói là cái việc mà hướng dẫn, cái việc mà chỉ dạy cho người khác như vậy đó ha, có cái niềm vui, bớt cái sự khổ đau, mình tùy hỷ với cái công chuyện đó mà nó mang lại cái sự vui, cái sự bớt khổ đó. Nhưng mà đến cái bậc thượng nè, mình phải suy xét thêm nữa. Mình phải suy xét thêm nữa. Mình có thể nghĩ đến cái điều là khi mà dạy như vậy đó, tức là một cái cách để mình bố thí pháp. Và cái bố thí pháp đó là một trong những cái điều thiện lành. Tùy hỷ là tùy hỷ vô trong cái điều thiện lành đó luôn. Còn xịn hơn nữa, xịn hơn nữa là phải có lý do, phải theo cái mục đích cuộc đời mà người ta mới có cái sự cố công nỗ lực như thế để người ta làm. Vậy thì mình tùy hỷ vào trong chính cái thiện lành mà gắn liền với cái lòng giải thoát là cái mức cao nhất. Quý vị hình dung được không? Mai mốt con hỏi cái gì mà cho cô bất ngờ hơn đi Tân, mà theo cái chiều hướng tốt nha ha. Chứ con hỏi gì ra cái cô cũng đoán được là tới cái đoạn đó là con sẽ hỏi vậy luôn đó.
Nếu như Đức Phật hỏi ngài Ananda là Sariputta ra đi có đem theo cái đạo quả của con không ha, thì cô sẽ hỏi con là cô trả lời con cái câu đó nó có giúp cho con đi tới cái đạo quả không. Khổ bằng con tôi vậy đó quý vị. Ok, công gì đã hiểu. Quý vị khác làm sao? Được không? Được không? Được không? Ví dụ ở trong cái câu của cô Đào có nhắn lên hồi nãy đó thì sẽ rất là cấn đó cô Đào, nếu như mà mình chỉ dừng lại lơ lửng lững lững ở mức hạ và ở mức trung, tức là mình vui khi mình thấy cái người em mình có cái sự biết đó, có cái sự an vui đó, nhưng mình nâng thêm chút nữa à, là mình tùy hỷ với chính cái việc đó. Nhưng mà cao hơn hết á, cao hơn hết á là vì cái chuyện đó là một cái chuyện tốt, là một cái chuyện thiện. À. Cái chỗ này nè quý vị, khi mà chính mình á thì mình cũng phải để ý ha, khi mà chính mình làm một cái chuyện gì đó mình cũng phải để ý, mình tùy hỷ với chính mình á thì mình cũng lựa cái mức nào nó maximum, nó xịn nhất để mình tùy hỷ ha. Cho nên á là nó phải xuất phát từ cái hiểu biết, mình làm một cái chuyện nó có đầy đủ cái sự hiểu biết như vậy đó, cái mình tùy hỷ một cái là nó maximum luôn. Ok chị Đạt. Giả dụ đọc cái cổ ký trước ha. Cái câu hồi nãy ở phía trên cái bảng nha cô chưa chép kịp. Ok con. Rồi, giả dụ có trường hợp nào bản chất của sự việc đó không có cao thượng nên mình không thể khởi được cái sự tùy hỷ. À, mình chỉ có thể chọn được cái nhất để mình tùy hỷ. Tại vì cái đó mình quyết định được con. Chứ mình không thể nào mình nhảy vô tâm người ta để mình coi á, dù có làm thiệt vậy không, mà dù có ăn có vui thiệt không, dù có bớt 200 cà gram khổ thiệt không, để tôi coi coi dù có thiện lành thiệt không, sao làm được? Không được. Cái đó nó mới là cái thù thắng của Phật học á. Tức là sao? Mình làm từ phía mình. Và có tất cả những cái hiểu biết đầy đủ chi tiết để mình có thể làm từ phía mình một cách chỉnh chu nhất. Tiền tư, hiện tư, hậu tư. Ủa con, mình nhìn thấy người ta làm mà con. Mình nhìn thấy người ta làm mà. Người ta đâu có làm trong đầu người ta, cái người ta lại trang trang. Tôi mới làm một cái việc tốt trong đầu của tôi á, dù có thấy không, dù tỳ hỷ với tôi đi. Chắc cái đứa đó nó bị điên á. Hiểu không? Trời ơi, cái chuyện mà tỳ hỷ này thì nó phải thể hiện ra ngữ với lại thân. Không, mình thấy những cái điều đó nhưng mình không dừng lại ở cái chuyện là dù làm chuyện đó gọn hơn, nhanh hơn, tốt hơn cái người kia, cho nên là tôi tùy hỷ với du nhiều hơn, phải vậy ha. Mà nó đi từ ở trong ruột mình nó đi ra đó ha. Trang kịp chỗ này không ta? Cái mà mình tùy hỷ phải là cái mà mình thấy mình biết được chứ. Còn cái mà mình tác ý, mình đi từ sâu ở bên trong á, là nó phải xuất phát từ cái ý nghĩ của mình. Đồ được luôn hả? Chưa được chỗ nào nè. Nãy thấy ký cũng đang nhắn hỏi vậy đó. Rồi trong lúc chờ ok Trang nhắn lên ha. Làm từ thiện trá hình.
Sao con biết người ta trá hình? Rồi khi mà người ta làm từ thiện đó đó, không? Rồi sao mình biết người ta làm từ thiện? Thì ví dụ ha, người ta đem những phần quà người ta cho cái người khác. Mình thấy được cái cảnh người ta cho cái phần quà cho cái người khác. Mình có quyền tùy hỷ hoặc là không. Khi mình tùy hỷ thì mình chọn cái tùy hỷ cho nó đúng. Nghĩa là sao? Mình có thể tùy hỷ với cái người được nhận cái phần quà đó, tức là sao? Có cái đồ ăn đỡ đói, đỡ khổ. Thấy người ta cười á, không? Có cái niềm vui thể hiện trên cái nét mặt luôn đó. Tùy hỷ, chọn chọn đúng cái chỗ đó. Hoặc là mình tùy hỷ ở chỗ cái người này. Dám dám cho đi. Dám cho đi những cái điều đó. Để làm cho cái người đang thiếu thốn kia có cái niềm an vui hơn. Bớt khổ hơn, bớt lo lắng hơn. Mình rõ ràng vậy đó. Trong lòng trong dạ của mình á. Và khi mình đã làm xong rồi là coi như cái chuyện đó nó hoàn mãn. Coi như cái chuyện đó nó hoàn mãn. Cái ngày mai cái mình lên mình đọc tin tức, cái mình thấy trời ơi lừa đảo. Cái người mới hôm qua đi trào cái đó lừa đảo. Thì mình biết người ta lừa đảo, chứ không phải mình quay lại mình phủ nhận hết tất cả những cái gì mà mình đã tùy hỷ. Hiểu không? Rồi, cái đó là giải đáp trong cái tình huống mà con đặt ra nha, cho cái chuyện từ thiện mà hàng chợ nha. Tới đó trang 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 được không? Tới đó trang được không? Hồi lúc đầu mà cô dắt vô cái bài này là cô có định vị lại luôn á con. Mình đang ở trong cái phần sân. Và tứ vô lượng tâm là bốn cái đường hướng để mình có thể phòng hộ sân. Khi mà mình sân đó, cái mình quạo quọ, mình nóng giận, mình không có vui, mình không có vừa lòng, mình không có tội ý. Mình muốn thiêu đốt hết chính mình và những cái người xung quanh luôn vậy đó. Và tứ vô lượng tâm này nè, nó tập cho mình cái sự rộng rãi, nó tập cho mình cái sự thiện lành đó con. Và chính nhờ mình tập như vậy á con, cho nên là mình có cái sự phòng hộ sân được. Nó có cái vốn liếng. Giống như là ở nhà con có trữ sẵn nguyên một cái bể nước vậy đó. Cho nên là lỡ như mà có đem cái cây nến của ông Tân trong cái khu rừng hồi nãy, lỡ đằng nhà lá của con mà lỡ nó vật nó cháy đó, cái con cũng có nước con tưới kịp, hiểu không? Đó, cái ý nghĩa là vậy đó. Nếu có bên trong bên ngoài thì đang xét theo người đúng không cô? Mình tùy hỷ vào việc cho đi, không phải vào việc người ta cho đi có thiệt hay là không. Thì cái đó là mình đang xét ở cái mức độ trung với cái mức độ thượng á. Mà tại vì Trang nó đang bị vướng ở ngay cái chỗ cái người làm cái chuyện đó mà. Cho nên là mình phải xử lý cái chỗ đó trước chứ. Trang nó kêu cô ký giấy cho con đi, cô ký giấy đảm bảo là con sẽ bớt hẳn sân đi. Ai dám ký, trời đất quỷ thần ơi, thiệt chứ. Còn có thật hay là không á, mình gieo lại 2.500 năm hơn trước, mình hỏi cái ông tên Đức Phật đi con. Cái chỗ này đó mà hỏi thầy Dũng á là ông sẽ nói du học 12 năm cộng thêm 4 năm đại học, du chớ bao giờ du hỏi tin được không, giờ dạy cho du những cái điều này, chính du là cái người có thể thực hành được, du hỏi có tin được không. Cái này tôi ví dụ là ổng thôi nha, chứ tôi thì không có trả lời vậy đâu. Rồi
Mình qua cái câu số 2 nha quý vị. Thì hãy để làm gì? Trở lại chỗ nãy nè chắc. Có thêm cái niềm vui, bớt cái sự khổ đau cho chúng sanh khác, cho chính mình. Tại vì ngay cái thời điểm đó là nó thiện lành ha. Rồi nó cũng là một cái cách để tạo cái phước thiện. Và cuối cùng là nó thanh lọc tâm á, là cái chỗ mà cô nói hồi nãy đó. Là mình bớt đi những cái sai xấu á, để mình phòng hộ những cái pháp bất thiện á. Rồi, cái số 3 ha. Có phải hỷ nào cũng nên tùy? Có phải hỷ nào cũng nên tùy? Mấy quý vị nào mà có trả bài môn siêu lý thì chắc còn ấn tượng cái chỗ này ha. Còn ấn tượng cái chỗ này. Ở đây ghi luôn cho quý vị đó là cẩn trọng với bốn tâm tham thọ hỷ. Đó. Cũng là vui á. Cũng là vui đó. Nhưng mà nó là tham á. Cái bắt đầu vô hỏi sao không biết cái nào tham, cái nào hỷ là hỷ thiệt ha. Cái này thì mình học nha, mình học cái pháp học, mình học cái lý thuyết, có cái sự phân định cho nó rõ ràng ha. Thì đầu tiên á, là mình phải tránh, mình phải né, mình phải cẩn trọng với bốn tâm tham thọ hỷ. Là mình không có nên tùy theo á. Rồi tiếp theo nữa, ở cái bậc hạ, mình nên tùy hỷ. Nhưng mà với những cái điều thiện mà bất tương ưng trí á, bất tương ưng trí, tức là người ta làm thiện, người ta làm cái chuyện đó đúng, cái chuyện đó tốt, nhưng mà hỏi là biết vì sao nó đúng không? Ngay cái lúc làm cái chuyện đó thì có cái sự suy xét không? Thì không. Mình tùy hỷ cũng được, nhưng là nó ở cái mức hạ thôi. Là tại vì khi mà mình tùy hỷ như vậy đó, mình vui theo như vậy đó, thì đâu đó nó cũng có cái sự liên đới. Rồi ở cái mức trung, đó là thiện tương ưng trí. Tức là mình biết rõ ha, mình biết rõ. Và cuối cùng là tùy hỷ với cái lòng giải thoát ha. Rồi, tập tùy hỷ như thế nào? Nó cũng tăng dần cái độ khó ha. Tùy hỷ nơi chính mình, hoặc là đối với những cái người đáng kính. Cái lý do mà có cái từ hoặc ở đây đó quý vị, là tại vì có những người á, họ dễ dàng tùy hỷ với chính mình trước tiên. Họ thay đổi được một cái điều gì đó tốt, họ học thêm một cái điều gì đó đúng, họ sửa được một cái chỗ gì đó sai, làm cho họ an vui và bớt khổ hơn, thì họ dễ dàng họ tùy hỷ được với chính mình lắm. Nhưng có nhiều người á, họ bị ghét mình á, họ bị tiêu cực riết quen á, nó thành nết á, thì nó lại rất là khó để họ có thể bắt đầu từ cái chuyện là tùy hỷ với chính mình. Nhưng đối với những người đáng kính á, mà làm những cái chuyện hay là thực hành được thì họ dễ dàng họ vui với những cái điều đó. Hỏi tân là biết liền nè, thầy mà được cái gì mà thầy an vui thì bớt ho là tùy hỷ nhanh lắm không? Chứ còn mà chính mình mà để mình tìm ra một cái thứ gì đó để mình tùy hỷ với chính mình, chắc cái này phải qua hỏi ngược lại cô để cô chỉ cho. Ở cái bậc trung là tùy hỷ với những cái sự an vui và bớt khổ ở nơi mình và ở nơi người luôn. Và sau cùng nó rộng lớn hơn nữa, đó là tùy hỷ với những cái chuyện đáng được tùy hỷ. Rồi, được không? Có cái chỗ gì mà quý vị cần phải hỏi lại không? Mình có cái niềm vui với cái sự thành tựu đó,
hoặc là khi mình sửa được một cái sai xấu gì đó ha, thì mình tùy hỷ với cái điều đó. Khi đang xét với chính mình ha, là mình hoan hỷ với cái chuyện đó xong rồi à, ở ngay cái thời điểm đó rồi à, cái bắt đầu cái mình suy ngẫm lại đó, mình nhìn lại đó à, cái mình tùy hỷ thêm một lần nữa. Hoặc là trong lúc mà mình làm cái chuyện đó ha, hoặc là mình được thành tựu cái chuyện đó, mình chưa có biết cái sự tùy hỷ, mình thấy nó bình thường, mình thấy chuyện này chắc là ai cũng làm được thôi à, mình thấy là cái này chắc cũng soạn thôi à, học tới cái nước này, làm tới cái nước này thì phải tùy hỷ thôi à, thì phải làm được thôi à. Nhưng khi mà mình có cái sự phân phân tích thêm, khi có cái người chỉ cho mình đó, thì mình quay trở lại mình tùy hỷ với cái điều đó. Ok. Là những điều thiện lành đó con. Tất cả những cái điều nào mà nó chân chánh, nó thiện lành. Không bệnh, không xấu, không ngu, không sai, không khổ. Chờ ký ký hỏi gì ha. Béo có hỏi gì không béo? Chép cái hết cả thanh thanh xuân luôn ha. Ý muốn đó thì nó rất là được á Ki, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy, không phải lúc nào mình cũng làm được như vậy. Chẳng hạn như mình nói là thôi tôi cứ tùy hỷ với cái điều đáng được tùy hỷ thôi à, nhưng mà lúc nào trong đầu của mình cũng hiện lên cái phải là cái người này làm chuyện đó nè tôi mới tùy hỷ lần, còn cái người kia hả trời ơi, chắc không có tốt vậy đâu ha, cũng còn phải có lợi à. À đó. Ok béo. Ừ, đúng rồi cái. Ok. Rồi, vậy thì mình đi tiếp cái phần phía dưới ha quý vị ha. Rồi. Mình đi qua cái chi thứ tư trong tứ vô lượng tâm nha. Khi mà đã có cái sự tùy hỷ rồi à, với chúng sanh rồi, hay là ở các cái bậc trung, các cái bậc thượng vừa hồi nãy đó ha, thì nó đỡ hơn à, còn ở cái bậc hạ đó à, thì lại càng phải nhớ à, để giữ cái lòng trung đạo à, ở đây tôi có thêm cái cụm từ là vui thôi đừng vui quá không à, hỷ thôi đừng đừng có tùy quá, nó đi xa quá, bằng cái sự hành xả.
ta trá. Ma Ma ha hả ta? Ma ha Ma ha ta ta. Vì ai cũng có nghiệp riêng của mình. Do cái sự học, cái tuệ văn của mình á, và cái sự quán xét suy ngẫm mà mình có cái sự thay đổi, nay thế này, mai thế khác, và những thứ xung quanh của mình cũng như vậy. Cho nên là mình biết, mình biết có cái sự thay đổi đó, có cái sự khác biệt đó, mà mình buông ra. Ở trong cái phần tự ái đó thì cũng có một cái câu mà quý vị nhớ không? Nhớ buông người ta ra đó. Thì ở chỗ này đó mình qua thẳng cái phần thứ tư luôn, là cái hành xả. Thì cái câu hỏi màu xanh ở bên dưới đó là nhờ đâu mà mình có cái hành xả đúng thời, đúng chuyện, đúng mức á. Thì ở cái dòng chữ đỏ bên trên nó cũng có cái lời giải đáp khái quát nhất cho quý vị luôn ha. Bằng cái sự học, bằng cái sự quán sát và suy ngẫm của mình. Thì mình có cái kinh nghiệm đó. Khi nào chép xong thì cho hay nha bé. Hay là con chép luôn cái phần này luôn rồi. Ok. Đó. Đó là xong ha. Bốn cái phần trong tứ vô lượng tâm. Để trợ cho mình trong cái phần mà phòng hộ sân. Hình như cái lần sau cùng mà Tốt nó có học cái lớp này á, là nó cũng có hỏi. Thì ở trong cái phần số 12 này là trả lời được cho cái câu hỏi là tại vì sao ha mà với cái dục vọng đó thì không có cái tư tưởng giải thoát, mà với sân ác thì lại với cái lòng giải thoát. Thì ở đây có hai cái dấu cộng để lý giải. Thứ nhất, dục vọng khi mà thoát ra được á, bằng cái tác ý hợp lý là mừng. Hành giả khó có thể buông bỏ, nhưng với sân thì dễ hơn. Với tác ý hợp lý thì hành giả dễ dàng khởi lên mong muốn không gặp lại cái trạng thái đó nữa. Cho nên với sân ác, Đức Phật gieo thêm cái lòng khát khao giải thoát cho hành giả. Chứ ở dục vọng, nhiều khi gieo người ta không thèm nhận. Cho nên quý vị thấy một trong những cái lý do mà rất nhiều người tìm đến cái chương trình tài năng, mà cái lý do đó được chính thống chính thức đưa vô trong cái slide để giới thiệu á, là khi mình có những cái rối rắm hoặc là khi mình có một cái đống đổ nát cái mình vô đây mình đăng ký mình học tài năng. Chứ cũng đâu có đẹp đẽ sáng sủa gì cho nó cam ha. Đó. Cái đó là ý thứ nhất ha. Ý thứ hai, dục vọng có yếu tố dục thành đá, tức là lòng khát khao. Lòng khao khát này có điểm tốt chứ không phải hoàn toàn xấu. Lý do vì sao mà mình nói cái yếu tố dục chanh đá này nó không hoàn toàn xấu, quý vị lôi cái chi pháp ra quý vị nói cái chỗ này rồi. Dục thì chia làm mấy nè? Ai nhớ bài kỳ trước không? Rồi.
trong đó thì cái nào mình có thể sử dụng được mà nó không phải là xấu. Ừ, ok, sử dụng cái pháp dục ha. Còn cái tác hành dục thì bản thân nó mang tính chất vô ký. Rồi. Mà nếu giải thoát buông bỏ hết thì lòng cầu đạo giải thoát cũng buông bỏ luôn, tức là mình buông cái pháp dục luôn đó. À, vậy thì không ổn. À. Ừ, nó là cái ái hoặc là cái tham dục với cái pháp dục và với cái tác hành dục. Thì trong ba cái đó, cái ái hay là cái tham dục nó là cái xấu, à, cái bất thiện. Ừ, ok, cảm ơn Tần. Vậy thì ở đây ha, ở đây mình nhấn mạnh ở cái chỗ là nó dễ dàng hơn. À, khi mà một người đối diện với những cái cảnh điêu tàn. Còn đối với những cái người mà có học rồi đó, có cái sự suy xét chút đỉnh á, thì mình có cái sự lo liệu á, thì mình cũng không có chờ đến hồi mình nhìn thấy cái cảnh điêu tàn thì mới với lòng giải thoát ha. Cái chỗ sân ác thì có lòng giải thoát, là chủ thể chính mình có lòng giải thoát, là chính mình đó con, chính mình đó. Mà trong cái trường hợp này chính mình cũng là cái người mà đối diện với dục vọng hoặc là đối diện với sân á con. Bởi vậy có nhiều cái trường hợp mà nó đang rủng rỉnh tiền á, cái nó sắm quần áo, cái nó đi chơi với bồ nó đó, à, sướng phay phay luôn không, à, kêu nó đi học gì, à, nó đâu thèm đâu, à, cái tới hồi bồ bỏ không, này ký dạy lớp tài năng cho các bạn cấp 2 đồ chắc rành, à, bồ bỏ bạn chửi nó. À, học được điểm thấp ba má la, cái bắt đầu vô lớp chịu học không, thầy ký nói gì nghe cái đó không. Trong cái phần tứ vô lượng tâm á, từ ái với lòng giải thoát á con, thầy Dũng chắc soạn cái bài này theo cái logic hiểu của thằng Ký á. Cho nên cái phần 12 này nó nằm ở ngay dưới cái phần từ ái á. Còn tới hồi cô á, cái cô đi hết nguyên một cái lọt tứ vô lượng tâm, cái xuống đây cô mới cho cái mục số 12. Cái là chổi liền thấy không? Chổi liền. Cái này cũng là một cái phép thử không? Coi có nhớ ngay chỗ từ ái có thêm cái phần lý giải từ ái với lòng giải thoát không? Nhớ không bay? Bay có nhớ không bay? Bay ký. Tùy hỷ con, tùy hỷ chứ không phải là dục vọng, chứ không phải là tham ái. Nó khác nhau mà. Trời ơi. Tùy hỷ là tánh thiện. Tánh cao thượng. Còn cái này đang 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 so với sân với dục vọng ông ơi.
Hỏi gì vậy? Hỏi gì vậy? Sắn não rồi, cái vị sắn não rồi, giống như tình trạng của Trang học lớp tâm lý Hà Lâm rồi. Tân với cô Đào còn 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 hiểu không? Mọi nỗi chị rối theo đấy. Trời ơi, thương quá. Mong manh và dễ vỡ quá. Yes rồi. Ừ, ok chị Đào. Rồi, ký bình tâm lợi chưa? Sao rồi? Chờ ký chút xíu ha quý vị ha. Ừ. Béo chép xong cái phần này chưa béo ơi? Rồi con bình tâm rồi. Con hiểu chưa? Ok béo đang chép. Hiểu rồi ha. Ok. Đang phát phát tín hiệu ha, lúc đang sắp sắp rối. Ừ. Đây là một cái kỹ thuật cần phải học theo mà ngày mai quý vị coi Alo Mi Mi Thiều thì quý vị cũng cũng sẽ nghe. Chờ coi ký nhắn lên gì ha. Để đọc phần của cái ba cái bi hỷ xả. Không phải con tứ vô lượng tâm nè, tứ vô lượng tâm là gồm có từ bi hỷ xả.
Tâm từ với lòng giải thoát là nó nằm ở ngay chỗ từ ái. Rồi sau đó cô mới đi nguyên một lượt luôn. Cô mới đi một lượt luôn là từ bi hỷ xả. Rồi xuống tới đây cô mới phân biệt. Xuống tới đây cô mới phân biệt. Với cái câu hỏi là vì sao với dục vọng thì không có tư tưởng giải thoát, mà với sân ác thì lại có lòng giải thoát. Cái lý do mà để cái phần số 12 nó ở dưới cuối này á, là giống như là một cái phần kết lại cho cái phần sân và cho cái phần dục vọng mà mình vừa mới học ở phía trên. Để nó kế bên cái chỗ từ ái với lòng giải thoát thì nó cũng có cái lý của nó. Mà để xuống đây là coi như một cái phần kết vậy đó. Quên. Thằng béo của tôi nó nói là nó đang chép mà tôi thay đổi cái cửa sổ rồi. Để tôi mở lại cho nó chứ. Được không ký ơi? Ok béo. Vậy thì con cứ chép xong đi rồi cô đi qua cái phần này để chiếu cho mọi người coi hai cái trang trong cái phần mà mình sắp học. Con ghi xong luôn đi rồi con theo dõi luôn. Được không ký ơi? Không có cái mục lục chi tiết cho ký ha. Để nó định vị là nó nằm trong tứ vô lượng tâm luôn. Nó nằm chung trong phần trong đây luôn. Nè, từ ái với lòng giải thoát nè ha. Rồi kéo lên trên nữa là từ ái thông 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 thường nè ha. Rồi mới tới cái phần là bi mẫn, tùy hỷ và hành xả nè, ba cái phần còn lại trong tứ vô lượng tâm nè. Thấy không? Là để đối trị lại sân á, trực tiếp là từ ái, mình học nguyên một cái combo tứ vô lượng tâm luôn. Rồi mới tới cái phần chốt lại hồi nãy. Ok, rồi. Rồi, ok, bé cũng chép xong rồi ha. Mình đi qua cái phần hôn thủy hay là hôn thủy cũng là nó ha. Thì ná mít thâm hay là tâm thụ động ly ná chitta. Thì ở đây có hai cái đường link để cho quý vị định vị lại ở cái phần mà mình đang học tới ha. Tôi cứ bị quên hoài là cái trang bút xá này là chấm ọt hay là chấm nét thì nó còn sống. Rồi. Định vị lại ha. Chấm nét, ok. Đó. Đó. Thì tăng chi bộ kinh nè. Anguttara nè là mình đang học nè.
Chương một pháp nè, tức là nó chỉ có duy nhất một chi pháp nè ha. Rồi cái phẩm sắc là cái phẩm mà mình đã học xong rồi đó. Ủa chưa load hả? Chờ xíu để chuyển chuyển cái màn hình. Xin lỗi xin lỗi. Cảm ơn cô Đào. Đây quý vị thấy rồi phải không? Mới chuyển qua cái màn hình. Ok rồi. Ha, tăng chi bộ kinh ha. Đó. Chương một pháp có 10, có 11 chương, có 11 chương và chương này là chương chương một, một pháp. Cái phẩm sắc thì mình đã học qua rồi ha. Mình đang ở cái phẩm thứ hai nè quý vị, là phẩm đoạn triền cái nè. Trong nguyên cái chương này thì có 21 phẩm. Mình mới học tới phẩm thứ hai. Mình đang ở cái phần tịnh tướng nè. Và bây giờ mình tới cái đoạn số 3. Thủy miên hay là hôn thủy hay là tâm thụ động. Quý vị hình dung được chưa? Có định vị được chưa? Đó. Cho nên đừng bao giờ có ai mà sợ ha, sợ là mình sẽ cô đơn lạc lõng hết cái đại học hết trơn á. Trời ơi, ta nói chứ quá chừng trời để cho mình học luôn không? Mà dưới cái tốc độ học cách tuần và với cái cách mà tôi có nhiều là tôi gom vô để tôi mở nó banh ta lông ra hết cho quý vị vậy đó, thì yên tâm luôn, mình học tới răng long đầu bạc luôn ha. Đó. Thì cái phần hôn thùy hay là thùy miên hay là tâm thụ động ha, thì mình ở trong hai cái đoạn tiếng Việt này. Rồi. Kịp không? Quý vị hình dung kịp cái bản tiếng Việt của Ngài Thích Minh Châu không? Để mai mốt để mà mình biết chỗ để mình tra chứ không gì hết trơn á. Cho dù là trong cái giáo trình này với những cái phần mà thầy Dũng đã soạn đó, là thầy Dũng có dịch lại nó rõ ràng và nó chuẩn xác hơn cho mình hiểu ha. Và thời gian tới trong những cái phần khác thì cũng sẽ dịch lại ha. Nhưng mà mình định hình được là mình đang học tới đây và cái tài liệu nó là như vậy. Ừ, đúng rồi đó con, phần số 3, số 4. To lên cho quý vị ha. Phẩm đoạn truyền cái. Tịnh tướng là những cái tướng tốt á. Cái đoạn đầu tiên trong cái phần này đó là mình nhắc về dục tham. Rồi cái phần thứ hai mà mình vừa mới học xong là liên quan đến sân nè con. Rồi bây giờ mình đến hôn trầm thủy miên nè. Không có tốt gì hết luôn ha con ha. Thì mỗi cái phần tịnh tướng ở trong cái dục tham đó là người ta đặt cho nguyên phần này luôn rồi sao? Được không? Trời ơi khó ghê luôn gì đó. Kịp ha. Định vị được cái mà mình đang học ha. Quý vị thay cái bút xá chấm nét ha, là cái trang nó cập nhật hơn là cái bút xá chấm ọt mà tôi đang mở cho quý vị. Thôi vậy đi ha con ha. Nhiều lúc mình xét quá cũng không ai trả lời được cho mình á. Rồi. Bây giờ mình đến với cái bảng mà nó có tiếng Pali nè. Tại vì trong cái bài của mình đó, không, trong cái bài của mình thì cũng sẽ có cái phần dịch tiếng Pali á ha. Đó. Cho nên là quý vị khỏi thắc mắc là cái đó nó nằm ở cái chỗ nào. Đây nè. Ha. Đó, luôn luôn kèm theo cái đoạn tiếng Pali với cái phần dịch lại đó. Ha.
Thì cái gốc gác của nó quý vị cũng có thể tìm ở đây. Gánh gánh cái mình lên cái mình ra vậy đó không? Cái mình đọc tiếng bá lì vậy đó. Cái này mà cho ai có làm các cái đề tài nhất là chỗ của bà Duyên á, bà có tra các cái thuật ngữ á thì khi mà quý vị đụng tới các cái thuật ngữ mà quý vị làm bài đó thì thì nó sẽ cần quý vị tra cái từ Pali ha. Rồi đây, Anguttara không, chương một pháp, nó viết tắt như vậy ha quý vị ha. Đó rồi, cái phần số 13 nè, đó là cái phần được trích vô mà mình sẽ sắp dịch ở trong cái phần hôn trầm thủy miên á. Mình dựa theo cái từ khóa này quý vị, thí ná mít thâm nè, đó thì trong cái bảng tiếng Pali ở trên cái trang Digital Pali Reader này thì nó là đoạn số 13 ha, tại vì ở đây là người ta tính từ 1 cho đến 20. Tiếp nối với cái phẩm 1 luôn đó, định vị được ha. Ai mà cần thì cứ lưu cả hai cái link này lại để xem thêm, hay là cần viết báo cáo gì đó thì sử dụng. Rồi, được không, được không? Cái trang này, cái trang mà đang mở cho quý vị nè, là nó có bản Pali và bản tiếng Anh. Mấy cái lần mà ký có hỏi cái từ đó dịch ra tiếng Anh sao đó, là thường là cô lên cô tra ở trên đây nè. Rồi, có thêm một cái phần mềm nữa, Ni Kaya Reading. À, quý vị nào muốn cài về cái máy tính của mình thì cài ha. Ai mà xài MacBook thì sẽ khóc tiếng tàu giống như bà Duyên. Rồi, tới đây thì có ai thắc mắc gì nữa không? Có hỏi gì không? Tại vì tới cái chỗ này á, là tôi cũng có cái nhu cầu để mà tôi tra lại đó. Tôi định vị lại coi nó nằm ở cái chỗ nào, rồi cái bảng tiếng Pali của nó làm sao đó. Thì sẵn tôi tra lại thì tôi gửi cái đường link cho quý vị luôn ha, cho quý vị thấy luôn. Được không mọi người ơi? Ok, ký được. Ok, chị Đạo. Ok. À, có một lần em học tiếng Pali ở chùa mà sư đó học thạc sĩ Phật học ở Thái Lan. Sư mở lên vậy nè. Sư mở lên vậy nè. Sư vừa đọc, sư vừa dịch, rồi sư vừa phiên qua cái tiếng Thái của cái chỗ đó nó là cái gì luôn. Ngay lúc đó tôi cũng có lòng hoan hỷ hơn là dưới cái sự thuần thục nhuần nhuyễn đó đó. Chắc nhờ cái lần hoan hỷ, tùy hỷ đó cho nên tôi mới ôm môn này tôi dạy đó quý vị. Mà tiếc là tôi chưa có biết tiếng Thái thôi. Mai mốt dịch vô chắc cũng tỳ hỷ lắm luôn á. Cái chương này là chương một pháp, tức là với mỗi cái đoạn của nó chỉ có một cái từ khóa, một cái chi pháp duy nhất. Mình nhìn vô cái thi ná mít thâm mình còn đoán được đó nha. Chứ mấy cái kia 5 pháp, 7 pháp, 11 pháp, ta nói chứ lòi con mắt luôn không, tăng nhãn áp luôn. Thì khi mà mình dịch sát cái nghĩa đó để tôi show lên cho quý vị thấy.
Rồi thì mình cũng sẽ so sánh với cái bản dịch của ngài Thích Minh Châu à, và cái phần mà thầy Dũng có dịch giùm mình nè, đó thì mình thấy nó rõ ràng hơn, nó sát sườn, nó phải là như vậy chứ không thể nào khác được đó, kiểu vậy đó. Ok, cái đó là nhá hàng cho quý vị thôi à, mình sẽ tới cái phần này ở 2 tuần nữa. Rồi bữa nay à, còn cái gì lấn cấn không? Rang từ nãy giờ phải hết sức là chăm chú và tịnh tâm không? Chứ để nó rối lên là không biết đường đâu gỡ. Có cái gì thắc mắc thì tôi có nói với quý vị ngay từ cái buổi đầu mà tôi nhận cái môn này đó nha. Quý vị cứ tìm tới thầy Dũng cái gì hỏi thêm. À. Rồi. Gì nữa không? Trước khi mình nghỉ. Ủa, là sao con? Ủa vậy hả? Thường mà mấy cái gì người ta còn chưa có rành rẽ đó con, thì người ta phải dễ thương, hiểu không? Còn cái gì mà người ta đã rẽ rành rồi đó, thì người ta muốn đóng vai nào cũng được. Cho nên quý vị còn thấy tôi dễ thương à, là quý vị phải trợ giúp tôi hả? Hà Trang ha. Dạy mà năn nỉ không? Kỳ quá. Thằng lần lần. Ừ, từ từ con, từ từ. À, mình tác cái ý là có cái đó đó mà mình thấu rõ à, có những cái từ khóa đó đó mà mình tra cứu vô cho nó chuẩn xác à. Sau này mình viết bài thì mình cũng sẽ kèm cái thuật ngữ đó cái bên à. Giống như dục hồi nãy đó, nó tới 3 loại lận, mình biết cái loại nào phải thêm cái từ khóa Pali vô. Mới phát thăm tỷ hệ với cô mi mà con rợn tóc gái luôn hả? Cái này chắc con biết chứ sao, bên đây cô bấm độ mà nó ra được con. Rồi bữa nay tới đây ha, cảm ơn quý vị nhiều, bye bye, giữ gìn sức khỏe. Ngày mai chủ nhật có tiết hướng dẫn làm báo cáo đó nha, two ship. À, để vô dự. Bye bye.